sẽ chuyển sang một bản nhạc vàng để test mời toàn thể các bác cùng mọi người tham khảo chất âm cũng như là lời ca sáng rõ của những đôi loa hàng bãi xin đến từ thương hiệu Anh Quốc, những đôi loa đi top pet bass 30, bass từ 19, coi 800, xương nhôm đúc nguyên khối, tép leo coi 750, một ca khúc rất là chuẩn mực, các bác rất là hay, được thể hiện rất là thành công bởi nam ca sĩ Chế Linh và nữ ca sĩ cô Thanh Tuyền, đúng không ạ? Đó là ca khúc Phút Cuối thôi này các bác. Mời toàn thể các bác cùng mọi người sẽ cùng tham khảo. Các bác thân mến, em ghép combo một bộ sản phẩm và điểm em muốn nhấn mạnh đó chính là đôi loa hàng bãi bass 30 đi top bass giá 18.500.000 đồng một đôi. Đôi loa này bát đánh rất sâu, chắc, ấm tiếng, tiếng tép sắc nét, chi tiết và rất là lách cách và leng keng, đúng không các bác? Và thực tế các bác vừa được trải nghiệm, nó rất là hay. Đó là một bản nhạc loan tốt. Còn bây giờ nhạc vàng thì sao? Xin mời toàn thể các bác cùng tham khảo cho em ý kiến. Xin mời toàn thể các bác ạ. Ok, các bác ạ, âm thanh rất là nổi, đúng không các bác? Nghe hay như là mình đã được nghe trực tiếp. Thưa thầy các bác, em đang ghép với một chiếc đẩy 4 kênh, công suất trên 1000W một kênh. Những chiếc đẩy được mang trên mình thương hiệu Alley. Dòng đẩy size 2U có màn hình LED giá 9.500.000 đồng. Những chiếc đẩy đập hộp được nhập khẩu nguyên chiếc, đầy đủ COCQ, các bác nhé. Một chiếc lưng tiếng Parel, một chiếc vang GD. Vâng ạ, và nhân vật chính vẫn là đôi loa đi top bass, đúng không các bác? Các bác đang rất là quan tâm. Các bác thân mến, hãy gọi điện cho em thật sớm để sở hữu những đôi loa này. Hãy gọi qua các số máy 0365888988, 0368891555. Và số lượng không có nhiều thôi này các bác, giá tốt lắm, 18.500.000 đồng một đôi. Này là nghe nhiều, nhưng em nói và giới thiệu rất là ít, đúng không các bác? Quan trọng là chất, còn hàng mà nó không chất ấy, chứ em giới thiệu thế, giới thiệu nữa thì nó rất là bình thường, đúng không bác? Sản phẩm chất thì không cần phải giới thiệu nhiều, các bác đã nghe và trải nghiệm đánh giá ý kiến, đúng không ạ? Còn các bác thân mến, em chỉ muốn chia sẻ thêm đó là số lượng nó không có nhiều các bạn, thì các bác hãy gọi điện cho em thật sớm để sở hữu. Em xin phép gửi lời chào và em cũng đã test theo yêu cầu toàn thể các bác với một bản nhạc sống nhà long tốt ở video trước, còn đây là video test nhạc vàng. Các bác hãy liên hệ cho em để sở hữu. Em xin chào toàn thể các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác cùng mọi người ở một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.